Sáng ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện bệnh nhân 1435 nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 biến thể VOC-202012/1 là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Đồng thời chủng gây bệnh cho bệnh nhân 1435 cũng có đột biến D614G, vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4 năm tháng. Theo Bộ Y tế, ngày 22 tháng 12, sân bay Cần Thơ tiếp nhận chuyến bay VN50 từ Anh tới Việt Nam với 305 hành khách. Lượng người này nhanh chóng được chuyển cách ly tập trung tại tỉnh Trà Vinh 147, Vĩnh Long 137, Cần Thơ 17 và thành phố Hồ Chí Minh 4. Các địa phương lấy mẫu, xét nghiệm lần 1, phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm các bệnh nhân 1429 đến 1432, Vĩnh Long và 1434 đến 1435, Trà Vinh. Bệnh nhân 1435, nữ, 45 tuổi, trú tại Trà Vinh, về Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 2020 và được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh. Bệnh nhân tăng huyết áp 10 năm, đang được điều trị ổn định. Trước khi về Việt Nam, bệnh nhân có sức khỏe ổn định. Sau khi nhập cảnh và cách ly một ngày, bệnh nhân có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ và được lấy mẫu chuyển về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh làm xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 24 tháng 12 năm 2020. Đồng thời, bệnh nhân này được chuyển cách ly, điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Trà Vinh với chẩn đoán viêm amidan cấp và các triệu chứng lâm sàng giảm dần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020. Ngày 31 tháng 12, bệnh nhân có ho nhẹ, không đau họng, không sốt, chưa ghi nhận khó thở, hình ảnh quang có tổn thương mờ không đồng nhất hai đáy phổi. Hiện bệnh nhân 1435 được trần đoán theo dõi viêm phổi và quản lý sát tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Trà Vinh. Đối với người chồng, sống cùng nhà với bệnh nhân 1435, hiện đang ở Anh, đã tự đi xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp trực tuyến hơn 700 điểm cầu hôm 23 tháng 12 năm 2020 cho hay, biến chủng đột biến trên vùng gen N501 nhân dân tệ của virus này làm tăng khả năng bám dính của virus với tế bào vật chủ, tăng tốc độ lây truyền lên tới 70%, tuy nhiên không làm tăng thêm tình trạng nặng của bệnh. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo cục y tế dự phòng để tổng hợp và xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Y tế để chỉ đạo trong các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và đáp ứng phòng chống dịch.